Hello anh em, xin chào tất cả anh em. Hôm nay tôi cho anh em xem bỏ con ID gọi là mấy những con những là hai con ID gọi là số gọi là nó ối dồi ôi luôn hiểu không? Đây. Vào luôn tìm kiếm các bạn. Tôi cho các bạn xem con ID 1 2 3 4 5 6 7 8 đi. Đấy, được chưa các bạn? Đây là một con ID mà các bạn có thể là nhiều bạn chưa biết và cũng có nhiều bạn biết rồi đúng không? Con ID này rất là quen thuộc, ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một con ID thực sự rất là đẹp luôn. Một con ID gọi là con ạc này giờ bán thì nó rơi tầm khoảng độ vài triệu là chuyện bình thường các bạn. Tôi không biết là ạc có giàu hay không nhưng mà vài triệu là chuyện bình thường các bạn. ID nha các bạn. Bạn này là bạn dùng tiếng English à? Hay là tiếng Anh à các bạn? Bạn này tôi nghĩ là bạn này là người nước ngoài rồi các bạn. Bạn này là người nước ngoài không phải người Việt Nam nha các bạn. Bạn này là người nước ngoài không phải là người Việt Nam. Bạn này thì là hiện tại là có 12.000 like các bạn, 12.000 like rồi. Facebook GM Jamix. Jamix thì tôi thấy các bạn ở Việt Nam thì không có Jamix rồi. Chắc chắn là chỉ có ở nước ngoài thôi. Level 64. Hiện tại danh bạn là danh Bạch Kim 4 và tử chiến xếp hạng là không chơi luôn. Đấy là vẫn là danh bạc thôi. Chéo cực thì bạn này cũng được cái là cũng khá là có điều kiện. Cũng thuộc dạng là gia đình khá giả đấy. Nước ngoài thì nói thật các bạn là nước ngoài thì nó quá là một cái đẳng cấp, nó một quá là một cái gọi là dễ dàng rồi. Việt Nam thì không nói nhưng mà nước ngoài thì nó là quá đẳng cấp rồi. Full tiểu vô cực 12.000 like, level 64 và có một con ID là 1 2 3 4 5 6 7 8. Một con ID thực sự quá là đẹp luôn. Bạn này hiện tại bạn này vẫn đang chơi game nhá các bạn, bạn này hiện tại vẫn đang chơi game bạn này có phải chơi ít. Đấy, đúng rồi, chơi ít bạn ạ, chơi ít, chơi ít, chơi ít. Bạn này chơi tem 4, chơi đúng 2 trận giết được 3 kill, một trận top 1. Nhẹn mà là 3 chấm, tỷ lệ airsoft là 0% các bạn. Có nghĩa là bạn này thủ dạng là con ID này chỉ là để cho đẹp thôi, chỉ là làm trang trí thôi các bạn. Chứ chắc bạn này không 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 ai chơi. Không ai chơi danh luôn hay là độc chơi tử chiến ta. Tử chiến các bạn không chơi, độc chơi tử chiến thường các bạn ạ. Tôi nghĩ là bạn này đang cày con ạc này lên trị giá lên tầm độ khoảng vài chục triệu rồi bạn này bán đi. Tôi nghi lắm. Thì ở công ty full rồi. 12.000 này rồi level 64. ID đẹp như này mà con ạc là mà giờ mà bán đi nó thật các bạn là nó phải rơi về tầm độ khoảng vài triệu rồi. Chưa tính đến skin súng các thứ nha các bạn nhé. Chưa tính skin súng này là tất cả các thứ đâu. Đấy mới chỉ là tính qua cái bảng ID mới cả là bảng like mới cả là bảng chấm cực thôi. Đã là quá là tuyệt vời rồi. Quá đẳng cấp luôn các bạn. Một con ID chất chơi người rơi luôn. Phát một luôn lại còn khoe Facebook. À ông này là ông ấy đúng luôn các bạn. Ông này ông để ông khoe là Facebook này ấy. Các bạn lên Facebook các bạn tìm thử nha các bạn. Để liên hệ ông này mua những con ạc như thế này để tạo lên những cái đặc sắc nha các bạn. Nhưng mà chắc là bạn này ở nước ngoài rồi. Chúng ta là người Việt Nam, nhắn tin ở nước ngoài đôi khi một là dùng Google dịch hay là dùng tiếng ấy thôi chứ còn thật sự là không không nói chuyện với ông này đâu. Ok, tiếp tục đến con ạc thứ hai là con ạc 8 con 1 các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó. Đây các bạn. Đây là vị trí của Mumi Eva. Đấy, nhưng mà bạn này như có vẻ là bỏ game rồi sao ấy. Ô. Ảo à? Ô, con nào là con nào ảo à các bạn? Ô. Ô. Hay là bỏ game rồi nên là nó bị vậy các bạn? Ô. Ô. Ảo ma. Ảo ma Canada. Ô. Sao lại vậy nhỉ? Ô. Ảo thật nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây tìm ra ông này đây, kết bạn ông này xem nào. Đây, đây danh sách yêu cầu đã đầy à. Ui ông này nhiều người các bạn quá. Đây đây ông này vẫn tìm ra thấy mà ông kia lại không tìm ra được. Trời ơi. Oai chứ chứng tỏ ông kia là lâu ngày ông chơi game là bị Gana khóa rồi. Ông này bị Gana khóa rồi các bạn. Ông này bị Gana khóa rồi. Rồi xong luôn, tới công chuyện luôn. Đấy. Các bạn nào có biết đến thần đồng này thì bảo là ấy đi các bạn nhá. Anh em nào mà liên hệ được với cả bạn ID này thì có thể là bảo liên hệ với tôi nhá. Liên hệ toàn ca, tôi sẽ mua lại con ạc này với giá tầm độ khoảng 10 triệu. Đấy là chỉ tính là ấy thôi nhá, còn nếu mà skin súng với đồ đẹp nữa thì cứ thế là tính lên thôi đúng không các bạn? Ok anh em. Được chưa các bạn? Bạn nào tìm được Facebook bạn này treo thưởng 1 triệu luôn.